Phan Đại Nam kính chào quý khán giả, kính thưa quý vị, hôm nay là chiều ngày thứ Sáu, 18 tháng 6, 2021. Chúng tôi đang có mặt tại buổi tiệc thân mật được tổ chức tại đài truyền hình SBTN nhân dịp được trao giải thưởng qua một phóng sự về công bằng chủng tộc do tổ chức Ethnic Media Services trao cho đài SBTN. Mà phóng sự này do các luật sư Đỗ Phủ, anh Tường Thắng cũng như là Huỳnh Phong thực hiện. Và để hiểu thêm về cái phóng sự này, chúng tôi đã rất là vui khi mà anh Tường Thắng đã để cho biết thêm những chi tiết trong việc này. Thưa anh Phan Đại Nam, thì SBTN có gửi vào ba cái phóng sự cho cái chủ đề Racial Justice là công bằng về chủng tộc. Thì ba cái phóng sự mà gửi vào đó, thì một cái phóng sự đó là do Tường Thắng và luật sư Đỗ Phủ làm, thực hiện ngay trước cái đài truyền hình SBTN. Lúc bấy giờ đang có khoảng chừng 1.000 các em học sinh trung học và khoảng chừng tháng 6 đi từ cái, nếu anh nhớ không lầm thì đài SBTN rất là gần cái City Hall, tức là cái tòa thị chính của thành phố Gangro. Thì lúc bấy giờ đó là đã các em nó tụ tập ở đó để mà có những cuộc biểu tình ủng hộ cái phong trào Black Lives Matter. Thì sau đó thì các em đi bộ về hướng trên đường đại lộ Gangro Boulevard và đi ngang đài truyền hình SBTN. Lúc đó cảnh sát họ giữ an ninh trật tự rất là kỹ càng. Thì trong lúc đi như vậy thì Tường Thắng và luật sư Đỗ Phủ có làm cái phóng sự đó và hỏi các em, trong đó 1.000 người đó, trong cho các em đó thì đầy tất cả các sắc tộc khác nhau, Việt Nam có nè, Nhật có, Đại Hàn có, Mỹ trắng cũng có, Mễ có, nghĩa là đủ loại sắc tộc, mà cả người da đen cũng có. Thì cái phóng sự đó được thực hiện thâu tổng khoảng 15 phút, nhưng mà khi mà cắt gói ghém lại thì còn khoảng chừng 3 phút rưỡi thì đài truyền hình SBTN gửi cái phóng sự đó đi. Ở bên anh Huỳnh Phong á, ở bên Texas á, thì có hai cái phóng sự cũng đi nộp cùng một lúc với cái phóng sự này. Phóng sự, nếu anh còn nhớ, anh Lê Hoàng Nguyên á, ở bên Texas á, anh là chủ nhân một cái tiệm, một cái cơ sở thương mại bán insurance. Thì anh làm cái bảng Black Lives Matter rất là lớn trên cái ở tại Bel Air, ở trên cái đại lộ nào anh không biết, nhưng mà ở gần ở trong cái khu Bel Air. Thì nó là cái cơ sở thương mại của người Việt, cái khu shopping đó. Thì ảnh bị phản đối dữ lắm, bị như rất là nhiều người Việt gọi vào phản đối và đe dọa, dọa giết ảnh và gia đình và đòi nghĩa là phá cơ sở thương mại của ảnh. Nhưng mà ảnh vẫn giữ lập trường, ảnh nói là ảnh không hạ cái bảng đó, ảnh vẫn cứ để đó. Và anh Huỳnh Phong có đến ngay tại cái hôm mà coi như những người ủng hộ Black Lives Matter, những người trong cộng đồng Việt đến ủng hộ anh Lê Hoàng Nguyên ngay tại đó, thì họ thì anh làm cái phóng sự đó. Thì trong lúc anh làm phóng sự ông phỏng vấn mọi người thì có một số người Việt cầm cờ Mỹ từ xa đi tới, họ không phản đối, họ không làm gì, nhưng mà họ cứ đứng chung quanh giống như là họ có cái hành động giống như intimidate, giống như là đe dọa cái những người mà ủng hộ phong trào Black Lives Matter lúc bây giờ. Thì đó là cái phóng sự thứ hai của anh Huỳnh Phong. Cái phóng sự thứ ba anh Huỳnh Phong anh làm á là cũng về Black Lives Matter. Thì cũng bây giờ đó là có một số các học sinh trung học và các giáo viên trung học họ tổ chức mà ủng hộ chương trình Black Lives Matter, thì họ tuần hành ở trên một cái con đường tại bên Texas, thì nó không biết đường nhiều, họ băng qua đường rồi họ đi tuần hành. Thì trong lúc họ đi vậy cũng có một số người họ cũng phản đối. Nhưng mà cái phái đoàn vẫn đi rất là ôn hòa. Thì đó là ba cái phóng sự. Thì khi mà nộp vào đó thì thật sự mình cũng không ngờ là cái phóng sự đó là được giải. Ba cái phóng sự đó coi như là được giải Racial Justice của cái tổ chức này. Thưa anh Nho, có thể chia sẻ với quý khán giả đôi nét về cái tổ chức này, khi mà họ làm những cái việc gì, để họ trên một cái tư cách như thế nào, một cái hãng hay là một cái cơ quan truyền thông nào mà người ta lập ra cái giải này thôi? Dạ vâng, cái giải này đó là dành cho tất cả những cơ quan truyền thông ethnic, tức là đa chủng tộc đó. Thì nó không phải chỉ có đài truyền hình không, mà nó cả đài radio và có báo chí. Bên người Việt họ cũng bên báo người Việt cũng nhận được hai ba giải gì đó, Tường Thắng không nhớ rõ. Cái đó phải hỏi anh Đỗ Dũng. Thì tất cả những họ trao rất là nhiều giải, trong đó có Việt Nam mình thì Tường Thắng biết là có Tờ Người Việt, hình như bên Lưới Sài Gòn TV của anh Đinh Xuân Thái cũng nhận được một giải.
Thì tất cả những cái giải đó chỉ trao cho những cái người làm truyền thông trong cái ngành TV, radio và báo chí mà các sắc tộc khác nhau, kể cả những người Nam Hàn, kể cả những người chủng tộc khác đều nghĩa là cái tổ chức này trao giải như vậy. Thì hàng năm họ đều tổ chức như vậy. Cảm ơn sự chia sẻ của anh và chúc mừng anh cũng như đại SBTN. Dạ vâng, dạ, cảm ơn anh Phan Đại Nam và cảm ơn quý khán giả của SBTN. Phan Đại Nam tường trình từ studio SBTN, thành phố Garden Grove, Nam California.